Xin chào quý vị các bạn, chào các chị em. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ nhanh về cái chủ đề làm đẹp, nhưng mà vì là cũng gần đến Tết rồi nên là các chị em sẽ một số chị em sẽ quan tâm nếu mà mình có nhu cầu làm đẹp trong thời gian này, và đặc biệt là một số trường hợp các chị em là không đi xa mà chủ yếu mình sẽ dành Tết để nghỉ ngơi, thì đây lại là cái thời điểm thích hợp để làm đẹp. Tuy nhiên không phải tất cả các dịch vụ, dù sao thì ngày Tết cũng là một cái ngày rất là quan trọng, nên là cái dịp này là các chị em không muốn có đau đớn, không muốn có sưng nề gì cả. Nên là qua đây tôi xin liệt kê một số cái dịch vụ mà các chị em có thể làm được để đẹp trong vòng 15 ngày, để trong vòng 2 tuần. Thứ nhất là một số cái dịch vụ ít xâm lấn. Dịch vụ ít xâm lấn thì chúng ta nói đến các dịch vụ về da liễu, thẩm mỹ da liễu, và đặc biệt là thẩm mỹ nội khoa. Với bản thân tôi thì là một số cái dịch vụ như là tiêm xóa nhăn này, tiêm chất làm đầy này. Tiêm chất làm đầy thì chúng ta có thể tiêm làm đầy vùng mũi này, vùng cằm này, vùng má này, vùng thái dương. Thì đây là những cái vùng mà chúng ta có thể sử dụng chất làm đầy để làm đẹp, và đẹp nhanh, đẹp ngay, hầu như không có độ sưng nề nào cả, thậm chí rất khó phát hiện ra là mình đã làm đẹp. Cái dịch vụ thứ hai mà các chị em có thể để ý đó là cái dịch vụ tiêm xóa nhăn. Thì chúng ta có những cái loại thuốc tiêm, đặc biệt là Botox, loại Botox của Mỹ là tiêm rất là hiệu quả. Thì tiêm thì sau 7 ngày, sau 7 ngày là các chị em sẽ thấy cái mức độ đẹp rất là rõ ràng. Mặc dù cái độ tự nhiên nhất có thể nói là phải sau 2 tuần. Nhưng mà cái việc tiêm giảm nhăn này cũng rất là nhanh chóng và hầu như không sưng nề và cũng không tím, không hầu như không để lại dấu vết gì cả. Nên đây là cái dịch vụ thứ hai mà các chị em có thể nghĩ đến nếu mà muốn làm đẹp mà không ảnh hưởng gì đến cái dịp Tết của mình. Một số cái dịch vụ tiểu phẫu khác, nếu các chị em nghĩ rằng mình làm đẹp, mặc dù nó chưa có thể nói là chưa ổn định hoàn toàn, nhưng cũng thể ổn định được 70-80%. Một số dịch vụ đó là cắt mí, nâng cung mày. Cắt mí chúng ta nói là cắt mí trên, cắt mí dưới, nâng cung mày, nâng mũi. Thì tôi chia sẻ thẳng là những dịch vụ này là để ổn định tương đối phải mất khoảng 3 tuần. Trừ một số trường hợp là cơ địa rất tốt, chỉ sau khoảng 10 ngày đã đẹp rồi. Thậm chí có những khách hàng là sau 7 ngày, đến cái ngày cắt chỉ là hầu như là cái mức độ sưng đã giảm rất nhiều, và tím thì hầu như không có, nên là các chị em đã đẹp ngay. Nhưng mà thường là cũng phải 3 tuần. Nên là nếu mà các chị em mà muốn làm đẹp các dịch vụ này thì chúng ta vẫn có thể tiến hành được. Tuy nhiên là cũng phải xác định là sau 2 tuần nữa cái mức độ sưng nề nhẹ nó vẫn còn tồn tại. Đó. Nếu mà các chị em không cần cái hình ảnh của mình gọi là đi tiếp xúc với quá nhiều người thì có thể cân nhắc cái việc là mình sử dụng cái dịch vụ cắt mí, nâng cung mày và nâng mũi. Đó. Còn những cái dịch vụ về đại phẫu, ví dụ như nâng ngực thì lại như này. Thực ra nâng ngực thì các chị em có thể làm bất cứ lúc nào cũng được. Thậm chí gần Tết nếu mà không đi đâu xa, không vận động nhiều thì nâng ngực có những khách hàng người ta đặt lịch sát Tết để làm. Ví dụ ngày 26, 27, thậm chí có khách đã đặt ngày 28, sáng ngày 28 Tết để nâng ngực, để nghỉ ngơi một tuần trong Tết. Thì cái quá trình nghỉ ngơi thì đúng là mình sẽ ở nhà, mình không đi xa. Thì các chị em tận dụng cái thời gian đó để nghỉ ngơi, và sau khoảng 10 ngày, 12 ngày thì đến để bác sĩ kiểm tra lại, thì đúng là cái thời gian nghỉ Tết mình tận dụng để nghỉ ngơi. Và một số cái dịch vụ khác, ví dụ như hút mỡ cũng có thể triển khai được nếu chúng ta tận dụng cái thời gian Tết để nghỉ ngơi. Còn cái dịch vụ mà tạo hình thành bụng ấy, thì phải đặc biệt là chúng ta nghỉ ngơi, những cái nghỉ ngơi tương đối phải nhiều một chút nhé. Nếu mà các chị em nghỉ Tết nhưng vẫn đi lại thì không nên tạo hình thành bụng, tại vì cái việc tạo hình thành bụng nó tổn thương nhiều hơn, và cái tư thế hoặc là một số cái kiêng ấy, cái động tác nó sẽ nhiều hơn một chút so với những trường hợp khác. Vậy thì tóm lại tôi xin liệt kê những cái dịch vụ mà chúng ta có thể triển khai trong cái thời gian tới. Ví dụ như là tiêm xóa nhăn này, tiêm filler này, một số dịch vụ như là cắt mí, nâng mũi là chúng ta có thể triển khai được trong cái thời gian này. Nhưng mà những cái dịch vụ phẫu thuật mà tôi vừa nói là cắt mí, nâng mũi, các chị em nên, nếu quyết định làm thì nên làm sớm đi. Vì nếu mà để sát Tết thì cái độ sưng nề nó sẽ ảnh hưởng và nó sẽ không phù hợp. Và những chị em nào mà muốn tận dụng cái dịp Tết để nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi thì chúng ta có thể nghĩ đến các dịch vụ đại phẫu như là nâng ngực hay là hút mỡ. Còn cái dịch vụ tạo hình thành bụng thì có thể cân đối, mình để sau Tết rồi mới làm. Đó. Còn về cái vấn đề kiêng kỵ ấy,
thì thực ra là có nhiều chị em bảo là để Tết để ăn uống dinh dưỡng nó thoải mái nên là cũng chưa muốn làm một số dịch vụ vì chúng ta phải kiêng. Thì đúng là có một số cái dịch vụ phẫu thuật để chúng ta phải kiêng một số, nhất là cái đồ nếp này, rau muống này, thịt gà là chúng ta phải kiêng trong cái thời gian phẫu thuật sau 1 tháng. Nên các chị em nào mà nếu mà quan tâm nhiều đến cái vấn đề dinh dưỡng mà mình muốn ăn thoải mái thì lại phải lùi lại cái phẫu thuật của mình vì những cái thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến cái sưng nề và cái sẹo của mình. Còn những chị em nào mà có thể kiêng được thì mình có thể cân nhắc để thực hiện dịch vụ trong cái thời gian tới. Nên cảm ơn các chị em đã quan tâm và theo dõi cái video của tôi. Thẩm mỹ viện Tuấn Anh, chạm vào là đẹp.